con dao. NTN Vlogs chốt hạ xóa kênh đầy cợt nhả khiến dư luận phẫn nộ gay gắt. Ngày hôm qua 15 tháng 11, cộng đồng mạng nước ta đã rầm rộ chia sẻ thông tin về một video mới của NTN Vlogs, một trong những kênh YouTube nhiều sắc nhất Việt Nam do Nguyễn Thành Nam làm chủ, khi thực hiện hành động thả 100 con dao từ trên tầng cao xuống. Phần lớn mọi người đã kêu gọi tẩy chay kênh này do hình thức nội dung quá nguy hiểm và phản cảm, đặc biệt đối với khán giả nhỏ tuổi chưa nhận thức đủ có thể bắt chước theo. Số lượng bình luận phản đối dành cho video trên đã chất đống khổng lồ. Khiến hình ảnh chung về NTN Vlogs xấu thêm bội phần. Ngay sau động thái đó, NTN Vlogs đã ngay lập tức tung ra một video mới nhất với tựa đề xóa kênh. Tuy nhiên, nội dung truyền tải lại đang khiến dư luận tỏ ra bất bình hơn vì đó tiếp tục là một trò đùa nữa của Nguyễn Thành Nam cho thấy thái độ cợt nhả đối với sức ép hiện tại. Không khó hiểu khi video này tiếp tục nhận được một đợt phản ứng gay gắt tiếp theo nổi lên, tất cả xuất phát từ việc NTN đang bỏ ngoài tai mọi lời góp ý cũng như không chịu chấp nhận hành động sai của mình.